Vào tuần qua, trường cao đẳng Broward College Việt Nam đã tổ chức tọa đàm Start Local, Go Global nhằm giúp cho các bạn học sinh có nhiều định hướng về con đường học vấn sau 12 năm học phổ thông. Tọa đàm còn truyền tải đến các bạn những động lực tìm kiếm cơ hội và đột phá trong suy nghĩ, kế hoạch hành động và những nỗ lực để đạt được ước mơ. Thay vì đi chung trong dòng chảy, trường công lập đã rất đông người và khan hiếm cơ hội. Một số ít các bạn học sinh đã chủ động quyết định tương lai của mình và thẳng tiến đến với hành trình quốc tế. Trong số đó có bạn Phạm Lê Đăng Thư ở trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre, học sinh vừa đạt được học bổng 100% của Broward College Việt Nam. Ba mẹ thì cô luôn định hướng là em có thể thi vào ngoại thương và có một cái ngành nào đó ổn định hơn. Nhưng mà tại vì từ nhỏ là em rất thích học về âm nhạc và truyền thông, cho nên những cái ngành này rất là đặc thù. Nên ở Việt Nam thì cái tư tưởng người Việt Nam mình về mấy cái ngành này còn khá là mơ hồ. Nên em luôn định hướng mình có thể đi nước ngoài, nơi mà những cái ngành công nghiệp nó phát triển. Dịp này, Broward College Việt Nam cũng dành tặng nhiều suất học bổng giá trị dành cho các bạn học sinh khối 12 tại các trường trung học phổ thông trên cả nước. Tức là mình sẽ học 2 năm tại Việt Nam. Sau đó thì các em sẽ transfer, tức là chuyển tiếp qua cái campus chính ở bên Florida để học 2 năm còn lại. Đương nhiên là nếu các em không muốn học tại trường Broward College bên Florida thì các em vẫn có cái lựa chọn là chuyển sang các cái trường đào khác bên Mỹ mà cũng không vấn đề gì hết. Thay vì tham gia vào kỳ thi xét tuyển đại học với số lượng thí sinh khổng lồ, nhiều bạn học sinh đã quyết tâm theo đuổi con đường học tập trong môi trường quốc tế. Đó đang là xu hướng dễ thấy trong dòng chảy giáo dục hội nhập của Việt Nam.